tấn công, rực lửa, đánh bại Hà Lan. Anh vào chung kết, ngã mũ thán phục sau kết. Không khiến cổ động viên thất vọng, đội tuyển Anh đã mang đến lối đá tấn công đẹp mắt ở trận đấu với Hà Lan tại bán kết Euro 2024 rạng sáng ngày 11 tháng 7. Thầy trò huấn luyện viên Southgate có chiến thắng 2-1, qua đó tiến vào trận chung kết gặp Tây Ban Nha. Sở hữu đội hình với giá trị hơn 1,5 tỷ bảng, đội tuyển Anh đang tạo nên nhiều dấu mốc lịch sử dưới thời huấn luyện viên Gareth Southgate. Bất chấp màn trình diễn khiến cổ động viên thất vọng, đặc biệt là lối đá ru ngủ của hàng công, mục tiêu giành chiến thắng trước Hà Lan, có mặt ở chung kết Euro lần thứ 2 liên tiếp là điều tam sư hướng đến. Tham vọng ấy của đội tuyển Anh được củng cố khi họ đón chào sự trở lại của trung vệ Maguire, có đội hình mạnh nhất. Bộ ba Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden như thường lệ vẫn chơi cao nhất và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Phía đối diện, huấn luyện viên Ronald Koeman tự tin tuyên bố ông không có gì phải sợ hãi và Hà Lan sẽ là đội thứ hai có mặt ở chung kết. Hàng công của đội tuyển Hà Lan trình diễn lối đá đẹp mắt và hiệu quả, chỉ đứng sau Tây Ban Nha. Hơn thế, những cầu thủ như Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Nathan Ake có nhiều năm thi đấu ở Anh và quá hiểu tam sư. Đội tuyển Hà Lan, áo cam, quá hiểu đội tuyển Anh khoảng nửa giờ trước khi màn chạm trán giữa đội tuyển Anh và Hà Lan bắt đầu. Một cơn mưa nặng hạt đã xuất hiện tại sân Signal Iduna Park. Cổ động viên hai đội cũng vì thế được dịp vui đùa thỏa thích, thay phiên nhau hứng những giọt mưa xối xả. Tờ The Guardian của Anh dự đoán, cơn mưa chính là lời báo hiệu cho một trận bán kết hấp dẫn sắp diễn ra. Đúng như nhận định đó, đội tuyển Anh và Hà Lan nhập cuộc đầy hứng khởi. Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao và Hà Lan nắm thế chủ động trong việc kiểm soát bóng. Các học trò của huấn luyện viên Ronald Koeman tự tin phối hợp dù đội tuyển Anh dần rất cao đội hình để áp sát. Ở những phút đầu, Daniel Malen của Hà Lan có một vài tình huống chạy chỗ thông minh nhưng lại không thành công khi đỡ bước một. Tuy nhiên, không phải đợi quá lâu, bàn mở tỷ số đã đến với Hà Lan. Phút thứ 7, Xavi Simon nhận bóng trước vòng cấm đội tuyển Anh với khoảng trống mênh mông. Tiền vệ của Hà Lan thoải mái ngắm nghía rồi tung cú sút đẳng cấp, không cho thủ thành Jordan Pickford bất kỳ cơ hội nào. Xavi Simon, áo cam, mở tỷ số với cú đá đẹp mắt nhận bàn thua, đội tuyển Anh đẩy cao đội hình tấn công. Dường như huấn luyện viên Southgate đã rút ra nhiều kinh nghiệm, hàng công đội tuyển Anh đã không còn chọn lối đá ru ngủ. Đội bóng áo trắng tấn công tốc độ, trực diện và có tính sát thương cao hơn. Phút 18, bàn gỡ 1-1 cũng đến với đội tuyển Anh. Harry Kane sau khi bị phạm lỗi trong vòng cấm tự mình thực hiện chính xác quả phạt đền. Đây là bàn thắng thứ 3 của đội trưởng Anh tại Euro 2024. Bàn thắng của Harry Kane giúp đội tuyển Anh trở nên tự tin. Các học trò của huấn luyện viên Southgate liên tục tấn công và đến phút 23, Foden suýt nữa đã có thể nâng tỷ số lên 2-1. Không may cho anh là dù thủ thành của Hà Lan đã bất lực, nhìn bóng đi vào lưới nhưng Denzel Dumfries đã có mặt đúng lúc, phá bóng trên vạch vôi. Đây có thể được xem là pha chuộc tội của Denzel Dumfries khi chính anh là cầu thủ đã phạm lỗi với Harry Kane trước đó. Harry Kane mang về bàn gỡ hòa cho đội tuyển Anh. Denzel Dumfries giúp Hà Lan tránh khỏi bàn thua thứ hai nữa cuối hiệp 1. Hai đội vẫn trình diễn thế trận tấn công hấp dẫn nhưng không có bàn thắng được ghi thêm. Trong đó, đội tuyển Anh là những người chơi tốt hơn với thời lượng kiểm soát bóng 65%. Phút 30, Denzel Dumfries đánh đầu đưa bóng chạm xà ngang đội tuyển Anh. Đáp trả tình huống này, Foden cứa lòng ngoài vòng cấm ở phút 32, khiến bóng đập cột dọc khung thành Hà Lan và ra ngoài. Foden kém duyên trong hiệp 1 sau giờ nghỉ, sự chủ động vẫn thuộc về đội tuyển Anh. Huấn luyện viên Southgate tăng thêm sức tấn công ở cánh trái khi đưa Luke Shaw vào sân. Các phương án tấn công của Tam Sư cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở vị trí này. Tuy nhiên, khác với hiệp 1, đội tuyển Anh chỉ lên bóng với tốc độ vừa phải. Bên kia chiến tuyến, Wout Weghorst được vào sân và chơi cao nhất trên hàng công. Những quả tạt từ hai biên thường xuyên được thực hiện, tận dụng ưu thế chiều cao gần 2m của Wout Weghorst. Nhưng cũng vì mãi theo kèm Wout Weghorst mà hàng thủ đội tuyển Anh bỏ quên những cầu thủ cao to khác của Hà Lan. Phút 65, Virgil van Dijk đã có khoảng trống, đầu cực mạnh, khiến Pickford vất vả cản phá. Pickford làm việc vất vả khi Wout Weghorst xuất hiện, đội tuyển Hà Lan dùng nhiều bóng bổng hơn bắt đầu từ phút 70, đội tuyển Anh không còn giữ được thế trận tấn công. Thay vào đó,
Hà Lan vùng lên và sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng. Các quả phạt cố định được cơn lốc màu da cam tận dụng rất tốt, khiến hàng thủ đội tuyển Anh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc dâng cao để tấn công cũng khiến hàng thủ Hà Lan không còn giữ được sự tập trung, lộ ra nhiều khoảng trống. Phút 91, đội tuyển Hà Lan đã phải trả giá với bàn thua thứ hai. Chỉ mất một phút sau khi được vào sân, Oli Watkins có tình huống xử lý đẳng cấp, ấn định thắng lợi 2-1 cho đội tuyển Anh. Oli Watkins ghi bàn ngay sau khi được tung vào sân vượt qua đội tuyển Hà Lan 2-1, Anh trở thành đại diện thứ hai có mặt ở trận chung kết Euro 2024. Đối thủ của Tam Sư là đội tuyển Tây Ban Nha. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển Anh có mặt ở trận chung kết Euro.